hướng dẫn các bạn làm sữa chua. Đây là một món ăn rất là tốt cho hệ tiêu hóa của các bạn đó. Trước khi mình làm thì mình chuẩn bị giúp cô những nguyên liệu sau đây nha. Một lon sữa đặc, một hộp sữa tươi không đường và hai hũ sữa chua lên men tự nhiên, hoặc là mình có thể sử dụng sữa chua cái ở nhà. Ngoài ra thì còn một lon nước sôi và một lon nước sôi để nguội. Cái này cũng nghe nhờ ba mẹ chuẩn bị giúp các bạn nhé. Bên cạnh đó, mình cần chuẩn bị những đồ dùng như sau. Đầu tiên đó là hũ. Hũ này có thể là hũ thủy tinh hoặc là hũ nhựa đều được nha các bạn. Và lưu ý là các hũ này cần phải có nắp đậy. Mình chuẩn bị vá và muỗng, một cái ca đao. Bên cạnh đó, mình cần chuẩn bị một cái nồi có nắp đậy nha các bạn ơi. Vậy là đã đầy đủ những nguyên vật liệu và đồ dùng cần thiết để mình tiến hành làm món sữa chua rồi. Các bạn tập trung quan sát cô Linh và cô Nga hướng dẫn các bạn làm nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho sữa ông thọ vào trong nồi. Các bạn khui sữa ra hoặc là nhờ ba mẹ mình khui giúp nha. Sau đó mình sẽ đổ vào trong nồi nha con. Các bạn đổ hết sữa trong hộp trong lon ra đi con. Rồi, sau khi mình đã cho sữa đặc vào nồi thì các bạn tiếp theo mình sẽ cho một lon sữa tươi, một lon nước sôi. Đây là một lon nước sôi, mình nhớ nhờ ba mẹ mình rót giúp mình nha con, tại vì rất là nguy hiểm. Sau đó mình sẽ đổ lon nước sôi này vô trong nồi. À, các bạn nó rất là nóng nha. Ba mẹ nấu vô đổ cho các bạn nhé. Rồi sau khi mình đổ nước sôi trong nồi thì mình sẽ khuấy đều lên. Rồi cô Linh sẽ dùng cái ván để khuấy đều nha các bạn. Đúng rồi, các bạn khuấy đều tay không? Rồi khuấy đều tay nhẹ nhàng thôi nha. Khi mà mình khuấy đều và sữa đã chín rồi thì con sẽ đổ thêm một lon nước sôi để nguội nữa. Rồi đây là một lon nước sôi để nguội, mình có thể tự lấy rồi mình đắp, mình sẽ cho vào trong nồi luôn. Rồi các bạn nhớ khuấy đều tay nha. Tiếp tục mình khuấy đều lên nha các bạn. Rồi khuấy thật đều, thật đều. Rồi nhẹ nhàng. Rồi sau khi đã khuấy đều rồi thì con sẽ cho tiếp theo là cho sữa tươi không đường, mình sẽ cho một hộp luôn. Khuấy đều nha các bạn, mình chỉ cần khuấy đều thôi. Rồi, mình khuấy đều tay lên và nhớ là khuấy nhẹ nhàng nha các bạn. Và cuối cùng đó là sữa chua cái. Ở đây cũng đang chuẩn bị là sữa chua lên men tự nhiên. Mình sẽ cho hai hũ luôn cho nó lên men. Rồi, cô Linh giúp con nghe là một hũ này. Rồi, mình sẽ cho sữa chua vào trong. Rồi, các bạn đừng quên là tay mình cần khuấy nha con. Rồi các bạn nhớ khuấy cho đều tay, nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Mình cứ khuấy cho đều tay. Và khi sữa nó đã đều hết rồi thì con sẽ cho vào trong hũ nha. Bây giờ cô Nga sẽ cho vào trong hũ. Cô Nga sẽ bỏ vào hũ, cô Linh sẽ giúp cô Nga đẩy nắp lại. Các bạn mình dùng ca đông để mình đổ vào trong hũ. Các bạn nhớ là bước này cẩn thận nha. Rồi con cho đến miệng thôi, được chưa? Rồi cô Linh giúp cô nghe nha. Mình rót cẩn thận nha con. Đừng một hũ các bạn gần đầy thôi nha các bạn, không là nó sẽ bị tràn ra ngoài đó. Sắp ngọt xong như hũ luôn, các bạn sắp xong chưa? Rồi, hũ cuối cùng.
Để ủ thì các bạn chuẩn bị giúp cô nghe một cái nồi đủ lớn để mình có thể bỏ những cái hũ này vào bên trong nha. Bây giờ cô nghe sẽ bỏ và chặt bỏ hũ vào bên trong nồi. Cô nói cho cô nghe nha. Sau khi mình đã bỏ hũ vào trong nồi rồi thì mình sẽ đổ nước sôi vào bên trong. Và nước sôi mình sẽ đổ tới cổ của cái hũ này. Và công việc này rất là nguy hiểm nên là cô nghe nhờ ba mẹ đổ nước sôi cho các bạn nha. Sau khi đổ nước sôi vào nồi, mình sẽ đậy nắp lại rồi nha. Và các bạn ơi, mình sẽ ủ sữa chua trong vòng 8 tiếng. Và trong khi ủ thì mình không mở nắp ra nha các bạn. Cô Nga và cô Linh chúc các bạn ở nhà mình có thể thực hiện được thành công món sữa chua này nha. Và các bạn ơi, nhớ ăn thật là nhiều để cho mình có một sức khỏe trong cái mùa dịch này ha. Rồi bây giờ cô Nga chào tạm biệt tất cả các bạn. Cô Linh chào các bạn.